Xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ giới thiệu và review cái thước đo laser mình mới mua trên Shopee với giá là 79.000, 79k đây. Đây là cái hộp sản phẩm cái thước này. Cái thước này thì thường dùng cho xây dựng hoặc là đo trong gia đình. Bạn cần chỉnh lấy độ cân bằng đó, lấy mặt phẳng độ cân bằng. Thì đây là cái vỏ hộp của sản phẩm, cái sản phẩm khá bắt mắt. Thì này nó có hình cái sản phẩm cái thước bên trong đây. Đó. Laser Pro 03 laser đây. Đây, nó vừa có thước đo bình thường, thước dây cuộn, rồi cân thủy, cân bằng đây, và có thêm cái tia laser cân bằng đây. Mình quay cho bạn xem cái hộp sản phẩm. Bây giờ mình sẽ khui cho bạn xem cái sản phẩm bên trong của nó. Cái này mình đặt trên Shopee và mình mới nhận được hàng. Cái đo laser này nó dùng cái pin cúc áo đây, và cái người bán hàng họ kèm thêm 3 viên pin dự phòng đây. Trong cái thước này nó cũng có pin đây, nhưng mà người bán hàng người đã kèm thêm cho mình 3 cái viên pin dự phòng. Đó, sử dụng 3 cái viên pin đút áo. Nó sẽ bỏ trong hộp khá là đẹp bắt mắt. Và đây là cái thước của nó. Đây, nó vừa tay. Đó, cầm chỉ dài hơn bàn tay thôi. Đó. Đây, nó có một cái thước nhôm này, nó có thanh nhôm này. Cái thước nhôm này là 15 cm. Đó, các bạn có thể thấy cái thước nhôm này là 15 cm. Còn cái mặt bên này là nó là inch 6 inch. Đó, nó có một cái thước đơn vị là inch. Đây là cái khe bỏ pin cục áo, cái công tắc bật laser, và đây là ba cái cân bằng nước, các bạn thấy này, cân bằng thủy này. Đó, các bạn cân bằng mặt bằng đó. Đó, cái nền gạch của mình đây là người ta khi người ta ghép gạch người ta đo bằng cái máy chất lượng cao, cái máy laser, cái máy cân bằng, cái loại chuyên cho xây dựng nên nó tầm mặt và khoảng tương đối bằng đây. Mình để lên cái bên gạch, bạn thấy nó cân bằng này. Khi cái viên gạch ví dụ nó bị nghiêng là sẽ cái giọt nước này nó sẽ không ngay, nó sẽ bị lệch đó. Đó, tương tự cho những cái này các bạn dùng để đo. Còn đầu này là cái đầu laser đó. Còn đây phía sau này nó có cái thước dây đây, các bạn thấy thước dây 2,5 m. Chúng ta lại có thêm cái thước dây nữa, nó tích hợp đa năng đây. Tích hợp 3 thứ trong 1. Đây, thước dây này khi bạn kéo ra bạn bóp ra cái tay đây, cái ngón cái của mình đây, bóp vô bạn kéo ra bạn nhả ra nó giữ lại. Khi bạn muốn thu vô thì bạn này, bóp nữa là nó thu vào. Đó, nó có cái thước dây 2,5 m thì để đo lặt vặt cũng rất là tiện dụng, đặc biệt là bạn sử dụng trong gia đình. Đó là cái thước dây. Đó, độ dài nó tới 2,5 m. Đó, bỏ ra là nhả ra tự giữ. Và khi bạn thu vào bạn nhấn cái nút này. Đấy, nó thu vào. Còn bây giờ mình sẽ thử cái tính năng laser thử cho bạn xem nhé. Đây cái công tắc laser đây. Đấy, mình bật. Đó, nó có cái tia. Đó, nó có những cái tia sáng. Để mình chiếu thử xuống đèn cho bạn xem đây. Nó sẽ có hai tia, một tia ngang và một tia dọc. Để các bạn lấy cân bằng. Bạn lấy những cái mức cân bằng để bạn có thể là khoan lỗ vít hoặc là đóng bức tranh, treo bức tranh hay gì đó. Đây, mình đang chiếu ở đây ở trong nhà. Mình đang lấy mặt bằng là cái viên gạch của mình. Viên gạch của mình thì người ta ghép bằng cái máy cân bằng chuyên dụng. Đây, mình thử thì khá ổn. Đây, các bạn thấy cái độ chính xác cái thước này với những cái máy chất lượng cao thì cũng được. Mình thấy nó hơi lệch một xíu thôi. Như cái đường chỉ của cái viên gạch đây này, cái đường cao cao đây bạn có thể thấy đây, nó chỉ lệch một chút xíu, tầm khoảng 2-3 ly thôi. 2-3 ly thì bình thường mà mắt thường cũng rất khó thấy. Đây, nên các bạn dùng gia đình cũng là tương đối ổn. Cho các bạn dùng gia đình để chúng ta cân bằng hoặc là làm những cái công trình nhỏ như xây chuồng trại đấy, hoặc là ghép gạch những cái chỗ mà không cần đẹp mà mắt lắm, như nhà kho, công trình phụ, bạn có thể dùng cái thước này. Nó vừa giá rẻ phải chăng, vừa tiện dụng.
Còn như mấy những cái máy cân bằng laser xịn thì nó giá nó từ triệu trở lên lận. Cái này là bạn dùng xa gia đình hoặc là xây dựng những cái công trình nhỏ. Đây, mình cầm mình nhấc lên này, mình đang rọi vào tường này, mình đang dùng trong nhà nha các bạn, trong nhà có ánh điện đây, tương đối rõ à. Trong nhà đây, mình thử rọi xa hơn, mình rọi vào cái đường luồng kia bạn xem à. Từ đây tới cái bình nước của mình là khoảng 8 mét đây, từ đây tới cái bình uống nước kia khoảng cách nó khoảng 8 mét. Thì nếu mà với ánh sáng ban ngày thì nó rất là khó thấy à, xa vậy thì hầu như không thấy. Đây chỉ gần thôi, gần khoảng 3-4 mét thì thấy được. Đây bạn nhìn thấy đó, như chỗ kia là khoảng 3-4 mét đó, 4 mét à, các bạn có thấy được cái tia đỏ đó à. Trong môi trường càng tối thì nó càng dễ nhìn thấy các bạn. Đây, đây là khoảng tầm 5 mét này đó. Những cái chỗ tối thì nó sẽ dễ thấy hơn. Còn nếu mà ánh sáng mạnh thì chỉ khoảng cách tầm 2-3 mét thôi. Đây như chỗ này và mình đó. Và cái này các bạn có thể tùy chọn tia bằng cái đầu chỉnh này. Cái đầu chỉnh này đây, mình giới thiệu các bạn. Mình tắt đi cho nó dễ quan sát. Cái đầu chỉnh này thì nó có thể vặn được. Nó với, đây. Bạn đưa một cái thước kẻ hay cái một cái kẹp gì đó các bạn vô bạn vặn để lấy cân bằng cái tia. Đấy, vặn theo cái hình tròn này, cái khe này này. Rồi các bạn có thể đưa lên đưa xuống để các bạn chọn tia. Đây, đặt lên đặt xuống để lấy tia ngang hoặc là lấy tia đứng. Đây mình đây bật lại cho bạn xem nhé. Đó, như 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 gạt lên đây này, gạt lên này là lấy tia ngang thôi. Đó, nó sẽ không còn cái tia đứng nữa. Bạn bây giờ bạn chỉ thấy cái tia ngang rồi. Đó. Đó, bây giờ mình lấy cân bằng này. Đó, nó cân bằng theo cái đường gạch đó, tương đối. Đấy, còn đi xa này là do lệch cái góc của cái thước. Nếu bạn nhìn thấy nó vậy. Từ đây mình lấy ngay góc viên gạch với bức tường này. Mình đánh ngay góc bên này tường tương đối các bạn đó, độ chính xác nó phải là khoảng 90% à, cái độ cân bằng của nó đó 90-95% luôn các bạn đó. Đây à, mình nghiêng là nó nghiêng này các bạn đó, đây là lấy cân bằng đó. Lấy cân bằng này ví dụ dùng trong gia đình các bạn để các bạn đo mức cân bằng các bạn ghép gạch nhà làm những cái công trình phụ không quan trọng độ chính xác cao. Đó, hoặc là chuồng trại hoặc là bạn ghép dùng để đóng tranh đi đóng tranh hoặc đi đường dây điện đóng tranh tường các bạn lấy cái mức này là bạn lấy thước bạn đo lên bạn căn cái mức ngang ở trên tường các bạn khoan và gắn tranh cho nó lấy mặt bằng nó ngang. Đây là mình đang thử trong nhà với trường hợp nó có cái tấm gạch cân bằng này. Còn trường hợp các bạn mà chưa có cái mặt bằng mà cân bằng thì bạn có thể lấy một cái tấm gạch hoặc cái tấm gì đó phẳng. Bạn là sử dụng cái cân thủy này này. Đó, bạn sử dụng cái cân thủy này, các bạn đặt đặt cái thước này lên cái tấm mặt phẳng đó, có thể là tấm gạch hoặc tấm bìa tấm ván gì đó. Xong các bạn xoay cái thước này các góc, các bạn chỉnh, xoay các chiều các hướng, các bạn chỉnh cho cái điểm cân thủy này, cân nước này ở ngay chính giữa đó là cái mặt bằng này bạn đã chuẩn. Rồi sau đó bạn sử dụng cái tính năng là cân bằng này nó sẽ chuẩn hơn. À, bây giờ mình sẽ thử gạt xuống dưới đây. Đó. Gạt xuống dưới thì nó chỉ có cái tia đứng thôi. Tia đứng. Tia đứng thì nó sẽ có hai tia, một tia là cái tia mặt bằng chính xác và một cái tia là cái thước thủy nó bị lệch hay như thế nào đó. Thì bạn có thể cầm cái thước thủy này, bạn chỉnh. Đó. Đó. Bạn chỉnh nó ngay. Đó. Hai tia chập vào một là lấy cân bằng. Đó. Lấy cân bằng rồi đó. À, cân bằng theo cái chiều đứng đây, mình thử vào cái đường ghép gạch của mình sẵn đây, bạn thấy nó cân bằng theo cái đường ghép gạch kìa. Đó. Hai tia gộp lại một đó là đã chuẩn lấy cân bằng. Đó là mình giới thiệu các bạn cái thước mà chỉ có 79k thôi, cái thước laser. Bây giờ mình sẽ thử cái thước laser này với cái ánh sáng laser ở ngoài trời, ngoài ánh sáng ngoài trời đây. Mình thử vị trí ngoài trời đây. À, ánh sáng tự nhiên nha các bạn. Để xem cái này nó chiếu mình chúng ta có thể nhìn thấy không.
Thì để lấy một cái mặt bằng cân bằng ở ngoài tự nhiên thì bạn có thể dùng một cái tấm bi hoặc tấm gỗ này. Ở đây thì mình sử dụng cái tấm gạch này. Trước tiên là mình sẽ lấy cân bằng cho cái tấm gạch này. Sau bạn sẽ dùng cái thước này, bạn chỉnh, bạn sử dụng các mặt bằng bạn chỉnh, làm sao mà bạn chèn các vị trí vô, làm sao mà cho cái tia thủy nó ở chính giữa, là mặt bằng chúng ta lấy tương đối được. Đây này, mình sẽ chỉnh, rồi chúng ta lại xoay. Các bạn chèn chân hoặc là thay đổi vị trí, làm sao cho cái giọt nước này nó chạy vào giữa, nó là cái mặt bằng đã cân. Trường hợp ở đây mình đã lấy cân được cái mặt bằng này, trường hợp cái mặt bằng lệch là cái giọt nước này sẽ không ngay như bạn. Đó, giọt nước này sẽ không ngay. Đó, cái thước thủy này thì nó có ba cái này, các bạn sử dụng tương đối dễ. Đó, đó, cái thước thủy đó. Đó, còn đây là cái thước đo ngắn 15 cm. Đó, bây giờ mình sẽ thử vào với bức tường này. Đây, khoảng cách giữa cái máy laser với bức tường này thì khoảng tầm 40-50 cm. Đây, mình sẽ bật lên. Đó, bạn thấy nó có cái mờ mờ cái tia đỏ, mình đang lấy cái đường ngang này, mình đang lấy cân bằng ngang. Đó, mình sẽ thử rọi xa hơn xem nó thấy gì không. Hầu như được không thấy các bạn. Đây là mình rọi xa hơn nhé. Đó, với ánh sáng tự nhiên ở ngoài trời này thì cái khoảng cách khoảng tầm 1 mét là các bạn sẽ không thấy được cái tia laser này do ánh sáng nó yếu. Những cái máy rẻ sử dụng gia đình thì nó chỉ được vậy thôi, còn các bạn muốn nhìn rõ thì phải dùng cái máy chuyên dụng. Nó giá nó chưa tầm khoảng 1 triệu trở lên. Đó, đây này, bạn thấy cái tia đỏ đỏ đây, mình đang chiếu bạn đây. Đó, xa xa ra tầm 1 mét là hầu như không thấy. Đó, mình đang chiếu cái bức tường màu xanh nhưng mà nó không thấy được. Đấy, khoảng cách nó từ đây tới cái bức tường nó khoảng 1 mét. Đó, chúng ta sẽ không thấy được do ánh sáng ở ngoài trời này nó mạnh quá. Đó, ánh sáng mà tự nhiên nó mạnh nên cái laser này không thấy được. Đây, mình bật lên cái tia đứng. Đây, cái tia đứng thì cũng thấy mờ mờ. Đây này, bạn thấy không? Cái tia đứng mình đang chiếu vào tường này ở khoảng cách gần thì thấy nó rõ, nhưng mà khoảng cách xa xa là nó mờ. Đó, ngoài trời mà, ngoài trời thì những cái ánh sáng của những cái máy này thì nó không thấy rõ được. Đó, đó là mình vừa giới thiệu và cũng như là thử review cho bạn xem cái thước laser Phasic Level Pro 3 này, xem mà sử dụng như thế nào. Thì mình vừa thử và mình đánh giá nó thì cái thước này thì ok. Đây, có cái thước dây 2,5 mét này. Đây, mình giới thiệu lại cho bạn cái thước dây 2,5 mét này thì sử dụng ok, dễ sử dụng. Đó, rút ra rút vào, dễ sử dụng. Cái thước dây thì nó đơn giản rồi. Cái thước thanh này với cái cân thủy này sử dụng cũng được, cũng dễ sử dụng. Cái cân nước, cân nước lấy độ cân bằng. Cân thủy này cũng dễ sử dụng, cân nước lấy độ cân bằng. Còn cái laser này sử dụng trong nhà thì ok, các bạn sử dụng để đo laser trong nhà thì độ chính xác nó tầm khoảng 90%. Đó, còn sử dụng ngoài trời thì ánh sáng nó rất yếu, hầu như là không sử dụng được. Đó, thì mình đánh giá tổng thể về cái thước đo laser này thì mình cho thang điểm là khoảng tầm 6,5 trên thang điểm 10. Đó, thang điểm theo mình đánh giá, theo bản thân mình đánh giá thì khoảng 6,5 so với thang điểm 10. Đó, nó chỉ cái là tiện dụng giá rẻ đối với các bạn làm trong nhà những cái công việc đơn giản như làm lấy mặt bằng cân bằng để khoan tường, khoan tranh, vị trí đi dây điện, hoặc cần những cái gì mà muốn lấy độ thăng bằng ngang chuẩn hoặc dọc chuẩn đó thì bạn sử dụng. Nó là cái sản phẩm tích hợp đa năng trong một, giá cả thì rẻ phải chăng. Đó, rồi video mình giới thiệu và đánh giá cái thước laser này tới đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn hãy like, share để ủng hộ kênh mình bạn nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.